đi tìm kiếm sự giác ngộ. Hả? Tạo nên một cái khuôn mẫu ngoại hình cho một người yêu lý tưởng của mình á, thì khi mà theo đuổi cái điều đó á, thì sẽ ế hoài luôn á. Kiểu một cái yêu dựa trên cái năng lượng kiểu người ta thu hút mình á. À, vậy thì ở đây Grady ơi, với bản thân của chúng ta ngày trước đó nha, là mình hoạt động trong nhóm nhạc. Và như ban đầu Ly cũng có chia sẻ là khi mà mình tách ra khỏi thì dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những khó khăn. Vậy thì cái khó khăn đầu tiên mà bạn cảm nhận được khi mà hát solo một mình, không còn các anh ở chung tay giúp đỡ và hỗ trợ mình nữa, thì cái điều nào làm cho bạn nhớ mãi tại thời điểm này? Khó khăn thì mình cũng đã vượt qua rồi. Còn cái điều mà mình nhớ mãi đó là mình đi diễn nhưng mà mình hát ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân một mình. Mình hát ca khúc đó một mình thôi. Thì mỗi lần mà đứng trên sân khấu hát ca khúc đó thì mình thật sự rất là cảm động. Mình rất là nhớ những cái ngày tháng mà kiểu tất cả đi diễn chung với nhau, xong đứng sân khấu nhảy nhót thế này kia. Mặc dù bây giờ không còn nhảy sùm như ngày trước nữa, nhưng mà khi mà hát ca khúc đó lên thì thật sự rất là hoài niệm. Bởi vì nó đã từng là những kỷ niệm của chúng ta, kỷ niệm cùng với những người anh em đã cùng với nhau rất là vui vẻ. Vậy thì cho Ly hỏi chút xíu, cái lúc mà bạn quyết định làm solo debut á, thì không biết các thành viên còn lại trong nhóm, các thành viên cũ của chúng ta thì có những cái phản ứng như thế nào hay không? Rất là cái sự mà solo như thế này á, thì Grady đã quyết định từ rất là lâu rồi. Tại vì từ ngày xưa là đã nghĩ mình là một nghệ sĩ có thể solo và kể cả hoạt động nhóm thì Grady vẫn có thể làm được. Chứ là Grady muốn hoàn thành cái con đường đó, là mình bắt đầu là một nhóm nhạc thì mình cần phải kết thúc nó bằng một nhóm nhạc. Cái anh thì cái lúc mà mình ra MV thì cái anh thực sự rất là vui á. Kể cả ví dụ như trong nhóm là có Jay, sau khi mà Monster dừng hoạt động thì Jay lui về sau, Jay làm sản xuất âm thanh. Yeah. Thì cái bài hát Vài Câu Nói Khiến Mình Thay Đổi này là cũng có một phần công của Jay ở trong đó nữa. Monster giống như là một cái ngôi sao may mắn của Grady. Thì khi mà bây giờ Grady đi cái con đường một mình này thì nhìn ở trên trời lúc nào cũng có Monster ở trên đó. Rồi, vậy thì cho Ly hỏi thêm một cái câu nữa. Và thực ra cái này cũng hơi cá nhân với lại Grady. Khi mà bạn cùng với Monster trong khoảng thời gian trước đang là những ngôi sao sáng, đang phát hành được rất là nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, thì bạn đã tạm dừng hoạt động và sau đó bạn bắt đầu nhập ngũ 2 năm. Vậy thì không biết ở đâu và nguyên nhân nào bạn đưa ra cái quyết định này? Thứ nhất là mình nghĩ là mình cần phải hoàn thiện cái bổn phận đó nữa. Với cả mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì cái lúc mà vừa mới nhập ngũ mình cũng buồn chứ. Tại vì có quá là nhiều thứ thay đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thì mình rất là buồn, thật sự rất là buồn. Rất là ôm lấy những cái quá khứ nó rất là sáng như vậy. Thì rất là buồn. Cái cảm xúc lúc đó thật sự phải đi rất là nhớ. Rất là nhớ, nhưng mà một thời gian thì khi mà quen rồi á, thì phải đi cảm thấy là mình được nhận nhiều hơn là mình mất đi. Thì cái con người hiện tại của mình nó hoàn chỉnh hơn. Suy nghĩ này, cảm xúc này mình nhìn thấy rõ hơn. Tại vì tính của Grady thì cũng hơi kiểu bốc đồng, xong rồi con trai còn trẻ nữa, bốc đồng mà đi về nó làm cho đầm bớt. Thì cũng có khi đầm bớt như thế này lại được mọi người yêu thích nhiều hơn. Không, cái này thì cũng hơi khó. Bởi vì với Ly thì Ly sẽ thích là bạn ở trong giai đoạn này một người ông chững chạc, bởi vì nó là gu của mình. Còn các bạn Monster, các bạn fan ngày xưa thì các bạn khác thì sao? Thì vẫn là thích một anh chàng thư sinh, anh chàng điển trai, luôn luôn nhẹ nhàng và luôn luôn mang đến sự tươi tắn.
không? Vậy thì mỗi giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn sẽ có những cái lượng fan khác nhau và những người yêu thích khác nhau, nhưng không sao. Thực ra thực tế nhất nha, bản thân của Ly hay là những cái bạn khán giả ở đây, những người yêu thích Monster hay Grady á, thì tụi mình nhìn vào tác phẩm tụi mình sẽ yêu thích các bạn hơn nữa. Còn cái hình ảnh các bạn như thế nào thì tụi mình vẫn sẽ thích cả ha. Vậy thì ở trong quá trình mà mình đi nhập ngũ như vậy á, bạn đã có những cái trải nghiệm như thế nào thú vị, bạn có thể chia sẻ cho khán giả của chúng ta được biết không ạ? Khi mà mình không còn bất cứ thứ gì để nương tựa vào nữa. Cái này nó hơi đối lập nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà mình thấy là xung quanh mình có ba, có mẹ, có em trai, gia đình của mình lúc nào cũng bên cạnh mình. Và nhưng mà khi mà mình phát hiện ra là mình, cái bản thân của mình cũng cần phải vững chắc để mình tự nương tựa vào, thì lúc đó mình mới nghĩ là khi mà mình không còn nơi nương tựa nào nữa thì mình sẽ làm gì, mình có dựa được vào bản thân của mình để tiếp tục hay không, hay là mình lại đi tìm kiếm một cái nơi nương tựa khác. Thì lúc đó mình mới bắt đầu đọc sách, đi tìm kiếm sự giác ngộ. Nghe có vẻ hơi kè siêu chút xíu. Nhưng như mà cái đó là cũng hay, rất là hay. Và mình bắt đầu trao dồi cái bản thân mình hơn, tâm hồn bắt đầu quan sát bản thân mình nhiều hơn. Và mình mới biết được là một cái điểm tựa khác của mình đó là âm nhạc. Lúc đó chỉ có mình và cây đàn thôi. Khi mà mình ngồi đó, lúc đó mình ngồi mình gác cổng mà mình ngồi gác cổng mình cầm cây đàn mình đánh vậy nè. Xong rồi lúc đó thực sự là cái giây phút hạnh phúc nhất trên cuộc đời mình luôn á. Không có suy nghĩ gì cả, mình và cây đàn, tâm tư tình cảm viết ra thành lời, thế thôi là rất là hạnh phúc rồi, một điểm tựa rất là hoàn hảo luôn, đó là âm nhạc, chỉ như vậy thôi. Và nó rất là bất ngờ trong quá trình mà mình đi nhập ngũ như vậy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng mà sau đó mình tìm được là một người bạn rất là thân với mình và bây giờ cũng sẽ trở thành một người bạn đồng hành xuyên suốt với bạn luôn, đúng không nào? Và Grady, người bạn đời. Nói vậy thì có rất là nhiều các bạn fan cũng hơi tiếc nuối chút xíu khi mà nghe câu này, chiếc Vita sẽ trở thành người bạn đời của Grady. Và thêm một câu hỏi khá thú vị nữa, đó chính là Ly đã từng theo dõi Monster của chúng ta rất là lâu rồi. Và ngày trước thì các bạn là một nhóm nhạc với rất là nhiều những thành viên khác nhau và mang một cái phong cách là tươi mới, trẻ trung cực kỳ. Nhưng mà hiện tại thì Ly thấy với hình thức khi mà mình debut solo á, thì bạn lại trở thành một người đàn ông nam tính mạnh mẽ hơn rất là nhiều nữa. Vậy thì có phải cái lúc này nha, cái lúc mà chưa nghe câu chuyện của bạn á, thì Ly nghĩ rằng có phải là vì cái MV này thì bạn mới chuyển đổi hình tượng sang một cái người đàn ông rất là trầm lắng, lịch lãm và cá tính? Khi mà làm nhóm ấy, từng cá tính ở trong nhóm nó đều là khác nhau sẵn rồi, đúng không? Khi mà bây giờ mình tách ra thì chỉ đơn giản là mọi người nhìn rõ hơn cái cá tính của mình khi mà mình ở một mình thôi. Chứ những cái giai đoạn trước thì đến bây giờ mình nghĩ là mình cũng có thay đổi đó. Nhưng mà cũng chỉ mình vẫn là mình thôi, vẫn thế à. Khi mà bước ra ngoài thì mọi người được nhìn rõ hơn về một Grady, chứ không phải là một Grady của các anh. Và mình cần phải chững chạc hơn khi mà đứng một mình, chứ không phải là một em út của các anh nữa. Vậy thì trong chặng đường tương lai sắp tới thì bạn có đặt ra những cái mục tiêu và kỳ vọng gì cho bản thân của mình hay không? Trong tương lai thì Grady chỉ mong là bản thân của mình sẽ học hỏi và trau dồi nhiều hơn cái thứ gì mà mình nghĩ là mình còn thiếu, thì mình phải hành động để mà mình học được cái thứ đó. Chứ đừng có suy nghĩ không rồi không làm, chỉ mong là bản thân của mình như vậy. Và thực ra nếu chúng ta nhìn trở lại cái quãng hành trình phát triển của Monster, Grady đã cùng đồng hành và cho đến thời điểm hiện tại với rất là nhiều những cái tác phẩm, những cái thành tựu mà bạn đạt được, thì Ly và nói rất là hâm mộ và rất là ghi nhận cũng như là cảm ơn những cái nỗ lực của bạn đã mang đến và cống hiến cho làng âm nhạc Việt Nam của chúng ta rất là nhiều những điều rất là tuyệt vời. Vậy thì trước khi nói lời chào tạm biệt cùng với các khán giả của chương trình Biết Một Chuyện Sai trong ngày hôm nay, thì Grady có mong muốn là gửi đến một điều gì đó dành cho tất cả các bạn hay không ạ? Gửi một cái điều gì đó. Grady muốn gửi tất cả những tình yêu của mình đến cho tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình này, và mong là mọi người sẽ có một ngày thật là đẹp, và hãy luôn giữ trên môi của mình nụ cười vui hay buồn, hay là đắng hay là ngọt, bất kể những cái cảm xúc nào thì hãy cứ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
À, rồi vậy thì bây giờ thì Lisa hỏi luôn về hình mẫu lý tưởng của bạn. Mẫu hình lý tưởng của bạn trong tình yêu là gì? Trong tình yêu á, một tình yêu là một tình yêu không có sự ràng buộc nào cả. Một tình yêu gọi là thuần khiết luôn, yêu tất cả những thứ của nhau và không có bất cứ cái sự nghi ngờ hay là yêu hết. Và ngoại hình cô ấy sẽ trông như thế nào? Bạn cách bây giờ tưởng tượng ra chưa? Cô đi không bao giờ có một cái ngoại hình nào mà vào một cái khuôn mẫu đó. Kiểu cái yêu dựa trên cái năng lượng kiểu người ta thu hút mình á. À, kiểu thế chứ ngoại hình thì nếu mà mình tạo nên một cái khuôn mẫu ngoại hình cho một người yêu lý tưởng của mình á thì khi mà theo đuổi cái điều đó á thì sẽ ế hoài luôn á. Thì sẽ ế hoài luôn á. Tôi nói thực tế quá. Rồi rất cảm ơn Grady ngày hôm nay cũng đã dành thời gian của mình để cùng đến với chương trình Bí mật chuyện sao. Và thông qua những chia sẻ của bạn thì chúng ta cũng đã thấy được rằng một sự đổi mình trong một khoảng thời gian, từ một Grady mang một nét thanh xuân trở thành một người đàn ông lịch lãm, tinh tế và đầy trưởng thành. Và mong rằng trong những cái chặng đường tương lai sắp tới thì những MV của bạn, những ca khúc của bạn sẽ được công chúng đón nhận nhiều hơn và trở thành những cái sản phẩm thật là tuyệt vời để khán giả của chúng tôi, đặc biệt là Phương Ly, cũng sẽ có thể là được lắng nghe nhiều hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay cũng đã đến và đồng hành với chương trình bạn nha. Vâng, thưa quý vị, thông qua những chia sẻ rất là thú vị cùng với Grady thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy được rằng để trở thành một ca sĩ solo debut phải rất là khó khăn, vất vả cũng như là một cái chặng hành trình chuẩn bị rất là lâu dài. Nhưng cái kết được là gì? Là bạn ấy đã rất là thành công trong chặng đường cũng như là trong từng quyết định của mình và bước đi của mình. Vậy thì ngày hôm nay rất là cảm ơn Grady cũng đã đến đồng hành và tham dự với chương trình của chúng ta. Và quý vị ơi, đừng quên rằng trong mỗi số phát sóng như vậy, chúng tôi sẽ liên tục mời đến đây rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng, những vị khách mời đặc biệt để cùng với chúng ta khám phá ra những bí mật của họ quý vị nha. Cảm ơn mọi người.